Vâng ạ, và đây là cách đặt ống lươn hai đầu ạ. Vâng, thì rất là đơn giản, các bác chỉ việc cho mồi vào, các bạn đặt xuống và các bác giải cỏ lên nhá. Đấy, chia đi để lươn nó vào, rất là đơn giản thôi ạ. Và đây là kho lươn, kho ống lươn của nhà em. Đấy, kho ống bấy lươn nhá. Đấy. Thì là có rất là nhiều mẫu mã và kích thước. Thì là cái hàng như là loại một đầu, hai đầu đều có hết. Đây như là hàng ống lươn hay một đầu này các bác này. Đấy, một đầu vào nhá. Thì là cũng có hai loại, hai kiểu dáng, lại kích thước như là dài 45, rộng 8 và dài 62, rộng 10. Đấy là có cái đường công keo hôm này, hôm liền với ống nha các bác nha. Đấy là có cái đường dây, các bác chỉ việc xoáy vào thôi. Đấy, hoặc là loại hai đầu, các bác thích một đầu hay hai đầu cứ liên hệ em. Loại hai đầu thì là kích thước của nó là 37 x 10 nha các bác nhé. Đấy, 37 x 10. Còn một đầu thì là có hai loại là 45 x 8 và 62 x 10, các bác mua cứ liên hệ em nhé.